Tuổi già cứ ở một mình, ở với con chỉ vui được 3 hôm. Kính thưa quý vị, ở quê con cái đều khó khăn, nên các ông bà vẫn tự thân tự lực lắm. Quan trọng nhất là tiếc tiền của con cháu. Tự dưng đem cho cái viện dưỡng lão một khoản to thì các cụ xót lắm. Đọc tâm sự về việc đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão, tôi thấy nhiều người đang quá trầm trọng hóa vấn đề. Theo tôi, ở thành phố, việc đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão khi tuổi già là một việc hết sức bình thường. Vào đó, có bạn có bè, có khi các cụ còn vui hơn khi sống cùng con cháu mà ngày nào cũng chỉ đối diện với 4 bức tường. Ở thành phố, nhiều gia đình trẻ, 2 vợ chồng đi làm suốt ngày, các con cũng đi học chính, học thêm, đến tận tối muộn mới về nhà. Đã vậy, nhà nào có ông bà ở cùng thường xảy ra xung đột 2 thế hệ. Ông bà về hưu, rảnh rỗi nhiều, nên cũng hay để ý quá mức, nên các con dâu thường ngấm nguyết sau lưng, gọi bố mẹ chồng là thánh soi. Nhiều ông bà chê con dâu chẳng rể, mồm ngậm hạt thị, chào hỏi lý nhí, chỉ ba hoa bốc phét, rồi ăn chơi đú đờn. Thậm chí nhiều ông bà còn can thiệp quá mức vào việc sinh con của cặp vợ chồng trẻ, gây sức ép kiểu: nếu không đẻ được cháu trai thì ông bà cho phép chồng mày kiếm con bên ngoài. Điều đó khiến cho cuộc sống chung trở nên nặng nề. Các con thì khó chịu, các cụ thì nghĩ ngợi buồn phiền. Tuy nhiên, theo tôi, bên cạnh lựa chọn đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão, chúng ta vẫn có thêm những lựa chọn khác. Điều quan trọng là chiều theo ý thích của các cụ. Ở nhà tôi đã từng chứng kiến vô số chuyện mẹ chồng nàng dâu, nên mẹ đẻ tôi rất tân tiến. Bố tôi mất, mẹ ở một mình. Tôi cứ xui bà vào nhà anh trai tôi ở Buôn Mê Thuật, ở cho tuổi già đỡ cô quạnh. Tôi là phận gái, lấy chồng xa cả 100 cây số, cả năm mới đáo về thăm mẹ được vài lần. Mẹ tôi phán xanh sờn: nhà tao, tao ở, chả tội nợ gì phải ở với đứa nào. Phụ thuộc, con dâu nó ngứa mắt, nó nói láo vài câu, lại phải bắt máy bay về thì mệt lắm. Tôi cứ lo lúc bà tao ốm, không có người chăm sóc, mẹ tôi tỉnh bơ. Lúc nào mẹ nằm bệt ở giường thì chúng mày thuê người chăm là được. Mẹ còn khỏe, mẹ ở nhà quê cho thoáng mát, còn có hàng xóm xung quanh, chứ sao phải tha hương hả con. Tôi thương mẹ thì cứ thăm dò xem ý tứ bà thế nào, chứ tôi thử biết tính mẹ tôi đồng bóng. Con cháu ở xa thì bà gọi điện ngọt như mía lùi, nhưng về nhà trái ý bà một câu là bà mắng cho té tát. Có khi một việc rất đơn giản nhưng không đón ý bà mà làm đúng đường thì nghe bà lên lớp đau cả đầu. Tôi có lần trêu: mẹ mắng con gái sao cũng được, nhưng mà mẹ góp ý với con dâu thế này thì gay go. Mẹ con từ mặt nhau ngay. Nhà tôi có gương bà nội, bà có hẳn 5 con trai nhưng không ở với ai cả. Bà tôi ở một mình, chợ búa, dầu đèn kinh kệ, không dọn tới ở với ai. Bà tôi bảo đến ở chung, cả 2 bên đều mất tự do. Mãi tới khi bà tôi 90 tuổi, chú bác tôi thay nhau về quê chăm nom bà. Biết rồi, ai cũng tới lúc già, nhưng mà tôi cũng thấy suy nghĩ của bà tôi, mẹ tôi khá hiện đại. Viện dưỡng lão dù cũng thành mô hình của thời đại, nhưng chỉ ở thành phố thôi. Ở quê, các cụ vẫn có xóm giềng xung quanh, rồi đi chùa chiền, thể thao thể dục. Ở quê thì con cái đều khó khăn, nên các ông bà vẫn tự thân tự lực lắm. Quan trọng nhất là tiếc tiền của con cháu. Tự dưng đem cho cái viện dưỡng lão một khoản to, các cụ xót lắm. Mấy lần mẹ tôi vào nhà anh trai chơi cả tháng, hoặc tới nhà tôi chơi 5 hôm. Sau bà bảo, ở với con sướng được 3 hôm, còn đâu chả thích, ăn ngủ không như ý, cứ nhà tao, tao ở là sướng nhất. Thôi thì ý cha mẹ già ra sao, mình phận con cứ thế mà nghe theo, cho các cụ phấn khởi.
đáng ngẫm, 9 câu nói của một người già. Kính thưa quý vị, thế gian này chỉ có mình bạn bắt buộc phải đồng cam cộng khổ, cùng sống cùng chết với bạn mà thôi. Bạn hiểu chứ? Câu thứ nhất, đừng bao giờ mong đợi bất cứ sự giúp đỡ về mặt kinh tế nào từ người khác. Tiền đối với ai cũng đều không đủ dùng. Câu thứ hai, bạn bè giúp bạn là thiện chí, là tình nghĩa. Bạn bè không giúp bạn là lẽ đương nhiên. Không nên ghi thù oán hận, người ta cũng không có nợ bạn. Câu thứ ba, cần phải biết rằng không có ai bắt buộc phải giúp đỡ khi bạn cần, chỉ có tự bản thân bạn mà thôi. Vì vậy, khiến bản thân trở nên độc lập, kiên cường, vui vẻ và hạnh phúc, đây mới là điều bạn nên làm. Dẫu sao thì thế gian này chỉ có mình bạn bắt buộc phải đồng cam cộng khổ, cùng sống cùng chết với bạn mà thôi. Bạn hiểu chứ? Câu thứ tư, đừng nhìn giàu nghèo để kết giao bạn bè. Họ có hàng trăm nghìn tỷ đồng cũng không liên quan tới một cắc của bạn. Đừng tự biến mình thành kẻ nịnh hót theo đuôi. Ngược lại, vẫn có những người dù trong tay không có gì nhưng vẫn chia sẻ với bạn chiếc bánh bao chay duy nhất. Câu thứ năm, đừng vì bạn bè giàu có về kinh tế mà xa lánh bạn bè giàu có về mặt tinh thần. Dần dần bạn sẽ hiểu ra, những người bạn giàu có về mặt vật chất có thể đưa bạn đi ăn chơi hưởng lạc, nhưng cũng có thể đem tới cho bạn những rắc rối phiền phức, rồi bỏ bạn lại một mình với mớ bỏng bong. Còn những người bạn thật sự, những người bạn cổ vũ cho bạn về mặt tinh thần, có lẽ chỉ có thể đưa bạn tới những cánh đồng, những dòng suối, con sông, nơi không có rượu ngon, không có sự hào nhoáng, không có sâm panh, sàn nhảy, nhưng họ có thể cùng bạn chạy, cùng bạn cười như một tên ngốc. Câu thứ sáu, có thể tin tưởng rằng trên đời này quả thực tồn tại những tình yêu đơn thuần vĩnh cửu, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Trước Nữ, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài hay Romeo và Juliet, bởi lẽ họ đều không sống lâu cho lắm. Còn chúng ta thì ai cũng muốn sống lâu, sống thọ. Câu thứ bảy, bất kể bạn kết hôn vì điều gì, chỉ cần đã có con cái, bạn phải yêu cái nhà này. Bất luận có xa cách, lạnh nhạt tới đâu, bạn phải có nghĩa vụ khiến nó ấm áp lên, bởi lẽ bạn là cha mẹ. Câu thứ tám, thanh xuân của chúng ta trước mắt một cái là sẽ qua, nếp nhăn cũng sẽ mỗi ngày một nhiều hơn.